Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 113 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 113 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói đến Phật môn. Phật môn hiện giờ rất khác biệt với Phật môn thời viễn cổ. Phật môn viễn cổ tu hành chính là Phật pháp, đầu tiên chú trọng chính là tâm tính, tu thân dưỡng tính, không hề coi trọng pháp lực. Có câu là một khi ngộ đạo liền có thể thành tựu Phật môn đạo quả, có được vô lượng thần thông. Mà Phật môn hiện nay, Phật pháp sớm xói mòn, vô sĩ Phật môn tu hành vô pháp, không hề coi trọng tu thân dưỡng tính một chút nào. Tiểu Quang Minh Thánh Địa tu luyện chú ý chính là tiến hành theo chất lượng, đánh nhau sát phạt cũng không hiếm thấy. Bởi vậy lão tăng này tu vi dù cao nhưng không hề có khí độ của Phật môn viễn cổ. Cự quyền của Nhân Hoàng nện xuống, từng tầng Phật quang liền tan đi, bá đạo tới cực điểm. Đừng nói là những Phật quang đó không thể độ hóa cái âm hồn này, thậm chí cả ảnh của đại Phật viễn cổ ở dưới uy lực của cự quyền đánh tới bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, toàn thân giống như mạng nhện kín đầy vết nứt. Lúc bấy giờ tôn cự Phật viễn cổ dù sao cũng là ảo ảnh mà lão tăng triệu đến, so với bản thể có sự chênh lệch rất lớn, không thể sánh ngang với thân thể của Nhân Hoàng. Tên lão tăng này không đối phó với Diệp Phúc và Ma La Dư nữa, vội vàng tế đại Phật viễn cổ lên, chỉ thấy vô số Phật quang phóng lên cao, đại Phật miệng tụng Phật pháp, một quyền đón nhận cự quyền của Nhân Hoàng, một quyền lại đánh ngược tới vị trí của âm hồn Nhân Hoàng kia. Răng rắc một tiếng, nắm tay của đại Phật viễn cổ đánh nát hư không, khiến tầng tầng sương mù đằng xa trở thành hư không. Một quyền của hắn như đánh ra một thông đạo to vài dặm, đánh ra chừng hơn 10 dặm. Chỉ thấy sương mù tan đi, một thân hình cao vút, to lớn hiện ra từ trong sương mù. Âm hồn vị Nhân Hoàng này cao tới hơn 10 dặm, khuôn mặt hiện ra trong tầng mây, lạnh lùng nhìn quyền ấn của Phật đánh tới mặt mình. Gào! Hắn há mồm giống to, chỉ thấy bàn tay của cự Phật viễn cổ vang lên một tiếng đứt vỡ ra. Một luồng lực lượng thật to lớn xông tới, dọc theo cánh tay không ngừng nổ tung này. Trong chớp mắt liền khiến cự Phật nổ thành mảnh vụn, sụp đổ tan tành. Đây là thực lực của thân thể Nhân Hoàng, mạnh mẽ vô thao. Tu vi thực lực của vị âm hồn Nhân Hoàng này khi còn sống hẳn là còn hơn cả Liệt Hỏa Minh Tôn. Ý chí bất tử còn sót lại sau khi chết cải tạo thân thể vô cùng bá đạo. Bùm bùm bùm. Âm hồn Nhân Hoàng đi từng bước tới, sát khí nặng nề, dường như một con thú lớn viễn cổ từ trong sương mù từ từ đi ra, áp lực tạo cho người ta gần như không thể tưởng tượng. Gian phu dâm phụ, Phật gia giết cái âm hồn này trước, xong rồi sẽ xử lý đôi cẩu nam nữ các ngươi. Lão tăng kia đột nhiên nhảy người, nhảy dựng lên, hống to một tiếng. Chỉ thấy lão ta vừa khô vừa gầy, giống như cây gậy trúc khai trượng, quanh thân kim quang chói lòa, lục đại kim luân sau đầu xoay tròn không ngớt. Bên trong kim luân chính là một mảng Phật quốc niết bàn. Thân hình của lão càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, chính là đem thiên địa pháp tướng của mình dung nhập vào trong thân thể, giống như một vị kim Phật. Một quyền đánh ra so với cự Phật viễn cổ kia còn mạnh hơn bao nhiêu. Kim thân của lão dung nhập thiên địa pháp tướng, cao lớn sấp xỉ âm hồn Nhân Hoàng. Một quyền đánh ra, Phật âm xứng to, trong Phật quốc niết bàn sau đầu kia vô hạn Phật quang tuôn ra, rót vào bên trong nắm tay của lão. Toàn bộ Phật quốc, hàng tỷ Phật đà đánh đến âm hồn vị Nhân Hoàng kia. Các người nghĩ là âm hồn Nhân Hoàng này thì có thể đối phó được với ta hay sao? Lão ta đánh ra một quyền, đánh trúng lên gương mặt âm hồn Nhân Hoàng, chỉ thấy máu thịt văng khắp nơi, nửa cái đầu của âm hồn Nhân Hoàng gần như bị lão đánh xuyên qua. Âm hồn Nhân Hoàng kia đồng thời cũng bị đánh một quyền đến, nện mạnh lên ngực của lão tăng. Chỉ nghe một tiếng vang truyền đến, ngực lão tăng bị đánh xuyên qua, nhìn rõ trước sau. Dù là kiểu chuyển nguyên công cũng không thể ngăn cản. Kiểu chuyển nguyên công tu luyện tới cảnh giới càng cao, thân thể sẽ càng mạnh.
Lão tăng này tu luyện đến tam bất diệt cảnh, thân thể mạnh gần như có thể sánh với nhân hoàng. Nhưng đối mặt với âm hồn cũng là thân thể nhân hoàng, loại ưu thế này của lão đã không còn chút nào cả. Bọn họ chiến đấu gần như từng quyền đến thịt, tình cảnh thật đẫm máu. Lão tăng kia dũng mãnh làm cho Diệp Húc và Ma La Dư nhìn đều phải thất sắc. Hai người bọn họ vẫn chưa đi xa mà bỏ chạy ra trăm dặm thì lập tức dừng lại đứng xem. Lão tăng và âm hồn nhân hoàng kia chiến đấu long trời lở đất, thậm chí còn xua tan sương mù trăm dặm, khiến bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Vị đại vu tam bất diệt cảnh tiểu quang minh thánh địa này dũng mãnh như thế, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Người này tất là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, Bảo Nguyên đại thiện sư. Khó trách dứt lên lại nặng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma La Dư xanh mét, cười lạnh nói: "Con lừa đần Bảo Nguyên này lại dám đắc tội với ta, lão chết chắc rồi." Lập tức cô ta hung ác nhìn về phía Diệp Húc, sát khí dày đặc, lạnh lùng cười nói: "Ngươi vừa rồi lại dám nói ta là nói ta là cái gì đó, Diệp thiếu bảo, ngươi cũng chết chắc rồi." Trong yết hầu của Diệp Húc phát ra tiếng gầm nhẹ như tiếng dã thú, huyết quang trong mắt phóng ra, từng luồng sát khí trên người phóng lên cao vô cùng nồng đậm như sát thần giáng lâm. Giết! Bốn cái đầu của Diệp Húc đồng loạt giống to, tám con mắt mở ra, những dòng thái dương thần quang bắn ra cắt vỡ hư không, thậm chí còn đốt chảy cả hư không. Bên trong thân thể hắn vô số đại đỉnh chui ra, chỉ thấy đại đỉnh va vào nhau bong bong vang lên, lập tức tạo thành những con dị thú thượng cổ vô cùng hung hãn, bay múa khắp trời. Những con dị thú thượng cổ đó dính lấy dương khí hừng hực mãnh liệt của hắn, lập tức cao ào bốc cháy, mang theo hơi thở vô cùng mãnh liệt bá đạo phóng tới Ma La Dư. Nguy rồi, tiểu tử này lại tẩu hỏa nhập ma, bị sát niệm khống chế rồi. Ma La Dư cả kinh trong lòng, nàng biết rõ khiếm khuyết của tâm pháp của Diệp Húc. Giờ phút này Diệp Húc tất nhiên là bị sát khí sát niệm khống chế, vô tri vô giác gặp lừa người liền giết, cũng không phải là thật tình muốn ra tay với mình. Phía sau của nàng lập tức xuất hiện vô số bàn tay, những con ma nhãn trong lòng bàn tay mở ra bắn ra ma quang, tia sáng tạo thành thiên la địa võng, giết chết hàng loạt con dị thú thượng cổ. Răng rắc một tiếng, một vòng mặt trời chói chang từ từ dâng lên, xé rách thiên la địa võng do ma nhãn tạo thành, hạ xuống đầu cô ta. Diệp Húc dùng thức này chính là Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, khi hắn ở trong trạng thái vô thức, bá đạo vô cùng, chính là hắn dùng toàn lực mà phát ra. Lần trước hắn giao thủ với Ma La Dư vẫn chưa dùng hết toàn lực, chỉ dùng kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết, lần này toàn lực mà ra tay, rất dũng mãnh, thậm chí còn có thể đánh vỡ một chút trên thân thể nhân hoàng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu một kích này rơi vào người Ma La Dư, tuyệt đối có thể làm cho nàng bị thương, thậm chí là trọng thương. Diệp thiếu bảo, nhanh tỉnh lại đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Sát khí trong mắt Ma La Dư manh động, sau lưng đột nhiên mọc lên từng tòa thần điện, hóa thành thập phương u minh ma thổ. Mỗi một tầng địa ngục đều có hàng tỷ thiên ma, ma khí cuồn cuộn đè tới Diệp Húc. Oanh! Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh thật mạnh lên ngực của Ma La Dư, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang truyền đến. Xương sườn của Ma La Dư liên tục gãy mấy cái, miệng hộc máu không ngừng, thân thể mềm mại bị đánh bay ngược ra hơn 10 dặm. Sau lưng Diệp Húc, một đôi cánh thịt rung lên đuổi theo Ma La Dư, một tay giơ ra nắm lấy cái cổ trắng nõn của ma nữ này, còn có bốn cánh tay bắt lấy tứ chi Ma La Dư, còn lại ba cái thì niết Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, hóa thành chiếc diều lớn định bổ chết ma nữ này. Diệp thiếu báo, nếu ngươi không tỉnh lại, đừng trách bà cô ta hạ sát thủ. Ma La Dư bị hắn bóp chặt cổ họng, bắt đầu thở không nổi, khản giọng mà nói. Trong mắt của cô ta, hàn quang hiện lên, thập phương u minh chấn áp xuống, gào thét nhảy vào bên trong khí thế phía sau Diệp Húc. Từng tầng u minh địa ngục tản ra đủ mọi loại hơi thở quỷ dị, chống cự lại dị tượng xuất hiện từ năm mặt trời bên trong khí thế của Diệp Húc. Cùng lúc đấy, Diệp Húc cầm ba thanh khai thiên cự phủ đánh xuống, khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt Ma La Dư. Thần trí Diệp Húc rốt cuộc cũng khôi phục chút thanh minh ở giờ khắc này, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra trên trán hắn, đồng thời cũng áy náy vạn phần với Ma La Dư. Ma La Dư vốn có thể tránh được công kích của hắn, nhưng vì chấn áp tâm ma cho hắn, gắng gượng lấy thân thể đó lấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Người bị thương nặng nhân cơ hội thi triển thập phương u minh khắc chế năm mặt trời, đồng thời xuất ra từ trong khí thế của hắn. Vừa rồi Diệp Húc buông Ma La Dư ra, đang định giải thích, chỉ thấy Ma La Dư khẽ khát một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra Ma La pháp tướng, ngàn tay ngàn mắt ngàn chân ngàn con mắt mở ra, vô số dòng ma quang bắn đến đều đánh lên trên người của Diệp Húc. Diệp Húc không tránh không né, để mặc cho những ma quang đó bắn lên người mình, chỉ thấy thân thể hắn bị vô số dòng ma quang xuyên thủng, nhìn thấy trước sau. Ma La Dư đằng đằng sát khí, pháp tướng phía sau cầm lấy ma đao, quát lên một tiếng liền chém tới đầu của hắn. Ma đao hạ xuống, khó khăn lắm mới dừng lại ở trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Ma La Dư mặt đầy sát khí, lạnh lùng mà nói: "Ngươi vì sao không tránh?
có biết bà cô ta hiện giờ lửa giận ngập đầu, hận không thể một đao chém chết ngươi không? Diệp Húc cười khổ, hạ giọng nói: Vừa rồi ta đã thương cô đánh trả là đương nhiên thôi. Ma La Dư hừ lạnh một tiếng, thu hồi ma đao, khụ ra một bụng máu, lập tức lau đi tơ máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói: Vừa rồi ngươi nhập ma, thần trí không rõ ràng, ta mới không so đo với ngươi. Ta nợ cô. Diệp Húc im lặng một lát, cười nói: Sau này nếu Diệp Mỗ có chút thành tiếu, tất sẽ báo đáp ân tình hôm nay, quyết không nuốt lời. Trong mắt của Ma La Dư lộ ra một chút dị sắc, cười khanh khách nói: Có chút thành tiệu ư? Diệp thiếu bảo, ngươi không sống đến ngày đó đâu. Chờ ra khỏi biển oan hồn này, bà cô ta lập tức chém ngươi, cắt thành nhân côn. Cô ta cười ngâm ngâm nói ra lời này, lại làm cho người ta có một loại cảm giác sờn tóc gáy, dường như không phải là một câu nói vui đùa, ngược lại thật sự có thể cắt Diệp Húc thành nhân côn vậy. Bảo Nguyên đại thiền sư cùng âm hồn nhân hoàng vẫn tiếp tục chiến đấu như trước, long trời lở đất. Hai người này đều đã tu thành thân thể bất tử bất diệt, mặc dù bị đánh nát đi vẫn có thể phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co mãi không xong. Tiểu tử thối, ngươi nói ai sẽ thắng đây? Ma La Dư ánh mắt chớp động nhìn về bãi chiến trường kia, chỉ thấy không gian phạm vi trăm dặm đều bị hai người đánh thành một mảng hỗn độn. Âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên đại thiền sư đứng ở trong hư không hỗn độn đổ nát, quyền đến cước đi, những luồng hơi thở hủy diệt đánh tới mọi nơi, khiến người không thể đến gần. Diệp Húc nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: Chúng ta sẽ thắng. Ánh mắt Ma La Dư sáng lên, cười khanh khách nói: Không sai, chúng ta sẽ thắng. Dám nói chúng ta là cẩu nam nữ, đợi đến lúc bà cô ta bắt được con lừa già ngu ngốc kia, sẽ cắt lão ta thành mảnh nhỏ, nghiên cứu chế tạo rồi cho chó ăn. Người thắng có vẻ không chỉ là chúng ta, còn có những người khác ở nơi này. Diệp Húc đột nhiên cảm giác được từng luồng hơi thở như có như không chuyển đến. Hiển nhiên là trong biển oan hồn này không chỉ có hai người bọn họ đang xem trận chiến giữa Bảo Nguyên đại thiện sư và âm hồn nhân hoàng, còn có những người khác cũng xuất hiện ở nơi đây, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Nếu có thể thu phục âm hồn nhân hoàng, chắc chắn là trợ thủ đắc lực cho con đường chém giết, mà Bảo Nguyên đại thiện sư lại là sư môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh thánh địa. Tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh có thể sánh với thân thể nhân hoàng. Nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân thì đủ để một người có thể sánh vai với cường giả tam bất diệt cảnh. Của cải trên người Bảo Nguyên đại thiền sư e là không ít, chỉ cần lão cùng âm hồn nhân hoàng lưỡng bại câu thương sẽ khiến cho người ta có đường sống nhặt tiện nghi. Chỉ cần gặp được loại chuyện này sẽ có mấy người lại không động tâm đây. Ma La Dư cũng cảm nhận được những hơi thở như ẩn như hiện, sắc mặt ngưng trọng. Tu vi của cô nàng còn cao thâm hơn Diệp Húc gấp trăm lần, lập tức nhận thấy không chỉ hai người đang xem cuộc chiến. Những hơi thở đột nhiên xuất hiện đó rất nhiều, chỉ sợ có hơn trăm người, hơn nữa mỗi kẻ đều vô cùng hùng mạnh. Trước kia rất ít người đi đến biển oan hồn lịch luyện, sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy vậy? Ma La Dư có chút tò mò, khẽ dò hỏi Diệp Húc. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc biết đến một chiến trường cổ tên là biển oan hồn, đương nhiên cũng không rõ lắm duyên cớ ở trong đó. Đại sư huynh, hình như nơi này có những người khác canh chừng thì phải. Trong một mảng sương mù dày đặc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy những ngôi sao sáng long lánh, phía trên chúng là những tinh đấu nguyên thần tướng mạo cổ xưa ngồi giữa các ngôi sao, xua tan sương mù hơn 10 dặm quanh thân. Những tinh đấu nguyên thần đó có tổng cộng 365 cái, tạo thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần uy năng mênh mông. Thạch Tinh Hải yên lặng mở mắt chăm chú xem trận chiến giữa Bảo Nguyên đại thiện sư và âm hồn nhân hoàng, mỉm cười nói: Mặc kệ là ai, ngư ông chỉ có thể là chúng ta. Chỉ cần Bảo Nguyên đại thiền sư cùng âm hồn nhân hoàng chiến đấu tới lúc quan trọng nhất, chúng ta sẽ lập tức ra tay đánh chết Bảo Nguyên, cướp lấy thân thể của lão. Hắn đã tu thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, tu vi tiến vào một hoàn cảnh thâm hậu dị thường, không thể lường được. Cấm pháp chu thiên tinh cung, đại chu thiên tinh đấu cấm điển, tu luyện càng đến cảnh giới cao thâm, uy lực sẽ lại càng lớn. Hiện giờ Thạch Tinh Hải đã vượt xa Vinh Lâm, có thể nói là sâu không lường được. Mà ở phía sau hắn còn có vài lão giả mặc áo bào xám, tu vi cũng sâu không lường được. Lần này chúng ta định xâm nhập biển oan hồn tìm kiếm di thể vua hoàng cổ, không nghĩ tới có thể gặp được trận đại chiến này. Một lão già mặc áo bào xám cười ha ha nói: Bảo Nguyên đại thiền sư thân là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh thánh địa, được xưng là có sức chiến đấu đệ nhất bên trong sơn môn, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ta nghe nói Bảo Nguyên cũng không đần, lấy tính của lão ta thì sao có thể trêu chọc đến thứ mạnh như âm hồn nhân hoàng được, tự đưa mình vào hiểm cảnh được đây. Một lão già mặc áo bào xám khác buồn bực nói: Ở một chỗ khác trên chiến trường, vài tên hoàng tộc ma tộc đứng tại một chỗ cũng đang xem cuộc chiến.
mấy người này tu vi cực kỳ thâm hậu, mỗi một vị cũng không kém Thạch Tinh Hải. Thậm chí người cầm đầu đã tu thành pháp tướng, phía sau có đứng một tên hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay. Tám cánh tay của tên pháp tướng này chĩa ra bốn phía, bắt lấy một cái chuyển luân cực lớn giống như ma thần vậy. Về phần những hoàng tộc khác, tuy không bằng hắn thế nhưng cũng không kém là bao. Những người này hẳn là đệ tử xuất chúng nhất của các đại thần điện trong hàng cổ ma vực, thực lực mạnh mẽ. Chuyển luân tiểu thánh vương, kẻ có ý định như chúng ta cũng không phải là số ít đâu. Một gã con cháu hoàng tộc chớp động ánh mắt, chật chật cười quái dị nói: không sao, ai dám tranh với bản vương liền diệt hắn. Người trẻ tuổi cầm đầu kia có hơi thở cực kỳ cổ quái, khí thế của hắn giống như một luân bàn cực lớn điên cuồng chuyển động. Mắt của hắn lộ ra dị sắc, nhìn quét qua đám người, đột nhiên nhìn vào trong sương mù, nhai răng cười gằn nói: bình đẳng vương thái tử, nếu ngươi đoạt với ta, bản vương cũng sẽ giết ngươi. Trong sương mù truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một giọng nói âm nhu truyền đến: chuyển luân tiểu thánh vương, ngươi giết ta ư? Ngươi cũng xứng sao? Đổi lại làm đại thánh vương cha ngươi nói lời này còn có khả năng kìa. Ngươi ra đây! Chuyển luân tiểu thánh vương nhe răng cười độc ác nói: hôm nay bản vương vặn chết ngươi. Những kẻ xuất hiện ở nơi đây đều là cường giả. Ma La pháp tướng phía sau Ma La Dư triển khai ngàn cánh tay, trong lòng bàn tay ma nhãn mở ra, bốn phương tám hướng những bóng người đó đều rơi vào trong ma nhãn của nàng, nhìn thấy rất rõ ràng. Sao, Thạch Tinh Hải cũng đến đây sao? Diệp Phúc dùng mình trong lòng, theo ma nhãn của Ma La Dư chú ý tới chỗ Thạch Tinh Hải, không khỏi khâm phục kẻ này. Hiện giờ Thạch Tinh Hải so với hắn khi ở Bắc Khải bí cảnh trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu, có thể thấy được tư chất của kẻ này. Hạ gia tam lão, hạ từng đường. Diệp Phúc đột nhiên nhìn thấy một lão già đầu bạc cũng xuất hiện ở trong ma nhãn của Ma La Dư, đúng là một trong tam lão hạ gia, hạ từng đường, nắm giữ Dương Đỉnh trong tay, trong tâm không khỏi nghiêm nghị. Hạ từng đường cũng vào biển oan hồn này sao? Lão già này tất nhiên là đuổi giết ta mà đến, chỉ là trong biển oan hồn này sương mù dày đặc, lão ta chưa tìm ra ta mà thôi. Lần này nguy rồi, lão quái vật tam bất diệt cảnh này ở đây chỉ e rằng cũng là muốn làm ngư ông đắc lợi. Lão ta có được thực lực tam bất diệt cảnh, nhiều người ở nơi đây ngoại trừ Bảo Nguyên đại tiền sư và âm hồn nhân hoàng gia thì không có ai là đối thủ của lão ta cả, chắc chắn sẽ lại bị lão ta phát hiện ra mất thôi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, nếu không nhờ ma diễm thần kỳ của Ma La Dư, hắn rất khó phát hiện lão quái vật tam bất diệt cảnh như Hạ Từng Đường lại cũng nấp ở một nơi bí mật gần đấy, chuẩn bị đánh lén Bảo Nguyên đại tiền sư. Người đến chỗ này đều là bị trận chiến giữa Bảo Nguyên đại tiền sư và âm hồn nhân hoàng hấp dẫn mà đến. Chuyển luân tiểu thánh vương, rồi bình đẳng vương thái tử, bọn người kia không ngờ cũng đến góp vui sao? Ma La Dư càng nhìn rõ hơn Diệp Húc, cười khanh khách nói: người ta thật muốn chém bọn chúng đây, thiếu bảo có muốn giúp ta chuyện này không? Diệp Húc không khỏi đánh cái dùng mình, vội vàng cách xa nàng ta ra là một chút. Cô gái này nhìn như đại tỷ tỷ hàng xóm dịu dàng săn sóc, mà thật sự lại là một kẻ cuồng giết người, vui giận thất thường. Hắn không để ý tới Ma La Dư nữa, mà là quan sát chặt chẽ cuộc chiến giữa Bảo Nguyên đại tiền sư và âm hồn nhân hoàng. Chỉ thấy một thời gian ngắn thôi đã khiến cho âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên đại tiền sư tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Âm hồn nhân hoàng bị thương nặng hơn một ít. Phật quốc niết bàn sau đầu Bảo Nguyên đại tiền sư cùng với vô lượng Phật quang gây ra tổn thương cực lớn cho âm hồn. Âm hồn nhân hoàng tuy mạnh mẽ nhưng bị Phật quang chiếu đến, tốc độ khôi phục dần chậm lại, thân thể bất tử bất diệt dần dần bị Bảo Nguyên đại tiền sư đánh vỡ. Tuy hắn có thể chết đi rồi sống lại, nhưng Bảo Nguyên đại tiền sư làm sao có thể để cho hắn cơ hội sống lại đây? Nhưng Bảo Nguyên đại tiền sư cũng tiêu hao cực kỳ lớn. Kiểu chuyển nguyên công của lão tuy mạnh, tu vi tuy cao thâm, nhưng giao thủ với loại nhân vật mạnh mẽ như âm hồn nhân hoàng vẫn khiến cho lão ta bị thương rất nặng. Thân thể của lão lần lượt bị đánh nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng lọt vào trọng thương. Nhưng lão ta có thể trở thành sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa chính là dựa vào chiến đấu, không để ý sống chết mà được. Lão là một đường sát phạt đánh ra uy danh hiển hách của mình. Lão từng giết chết không biết bao nhiêu đối thủ ngang cấp, thậm chí cả Đại Minh Tôn Vương của Ma Vực cũng có mấy kẻ chết trong tay của lão. Ở trong Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nếu luận thủ đoạn chiến đấu, mặc dù là người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng thua kém lão ta không ít. Chính là loại ý thức chiến đấu này đã khiến cho lão áp âm hồn nhân hoàng một bậc. Tuy nhiên, thực lực của âm hồn nhân hoàng lại ngang với lão ta. Bảo Nguyên đại tiền sư muốn thắng được, tất phải trả một cái giá rất lớn mới có thể bắt được hắn. Giờ phút này, Bảo Nguyên đại tiền sư phi thường tức giận, nhiều cường giả ma tộc và nhân tộc cùng xuất hiện như vậy, vây xung quanh lão ta bốn phía. Lấy tu vi kinh thiên động địa của lão ta,
sao lại không phát hiện cho được? Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu chuyên nhằm vào ta. Những kẻ này tất nhiên là nhằm vào ta mà đến. Đôi gian phu dâm phụ kia đưa âm hồn nhân hoàng tới, sau đó bọn chúng đợi cho ta cùng với âm hồn nhân hoàng lưỡng bại câu thương, mới ra làm người ông đắc lợi mà thu lợi kìa. Gương mặt của Bảo Nguyên đại tiền sư âm trầm, ra tay lại càng thêm hung hiểm. Lão thân là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, trải qua sát phạt đã thành một thế hệ kỳ tài, nếu không cũng không thể tu luyện môn tâm pháp cửu chuyển nguyên công khó tu như vậy. Đến cảnh giới như hiện nay, những gì lão trải qua có thể gọi là truyền kỳ, có thể được ca ngợi. Tuy nhiên, chiến đấu trước tới bây giờ, tu vi của lão càng lúc càng yếu, kim than cao độ càng ngày càng thấp. Cũng may âm hồn nhân hoàng cũng tiêu hao khá nhiều tu vi, thân hình vạn trượng dần dần bị ngâm nước. Thân thể hai người thu nhỏ lại chỉ lớn tầm trăm trượng, lực công kích vẫn kinh thiên động địa, mạnh đến đáng sợ. Diệp Húc âm thầm tính toán, loại cường độ công kích này nếu mình chen thân vào trong đấy, chỉ sợ vẫn khó có thể chống lại được một hai chiêu, sẽ bị đánh cho nát bét. Bảo Nguyên sắp thắng rồi, chuẩn bị ra tay. Ma La Dư khẩn trương khẽ nói. Tinh quang trong mắt Diệp Húc lóe lên, lắc đầu nói. Không cần, chờ một chút. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Hiện giờ quân hùng vây quanh, nhìn xem cuối cùng ai mới là chim sẻ. Hắn lấy chiêu hồn phiên ra tâm niệm khẽ động, chỉ thấy mặt phiên lay động. Phía dưới chữ chảm xuất hiện ba chữ hạ từng đường, to đầm đìa máu. Ầm một tiếng, Bảo Nguyên đại thiền sư đột nhiên hạ một trường xuống, đánh nát cái đầu của âm hồn nhân hoàng. Lập tức vô tận Phật quang từ sau đầu trào ra, bao phủ lấy thân thể tổn hại của âm hồn nhân hoàng. Bên trong Phật quang, từng vị đại Phật từ trong Phật quốc Niết Bàn đi ra, vần quanh âm hồn nhân hoàng, định luyện hóa hắn thành tro. Luyện hóa một vị nhân hoàng, công đức vô lượng của ta, công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tất có thể nâng lên một tầm cao mới. Tu luyện đến tầng thứ 7, đạo đức kim luân. Bảo Nguyên đại tiền sư giống như lão tăng ngồi thiền, chuyên tâm luyện hóa âm hồn nhân hoàng, trong lòng tính toán nói: chỉ cần tu thành đạo đức kim luân, thực lực của ta tất có thể tiến thêm được một bước nữa. Đem những tên dám tính toán đánh lén ta này giết chết tất cả. Bảo Nguyên đại thiền sư, ngươi đã là đèn dầu sắp cạn, nên ngoan ngoãn chết đi thôi. Vô số ngôi sao phá tan tầng sương mù dày đặc, gào thét kéo đến. Từng tôn tinh đấu nguyên thần phóng lên cao, hóa thành đại chu tiên tinh đấu đại trận bao lại Bảo Nguyên đại thiền sư. Rồi lại có một tòa trụ quang đại trận bay tới, rơi vào bên trong tinh đấu đại trận, lần lượt vận hành đè vào giữa. Cùng lúc đấy, một cái chuyển luân cực lớn bay ra, hóa thành lục đạo luân hồi. Phía trên luân hồi chính là một tòa ma cung thật lớn, đúng là ma vực thập điện, chuyển luân thần vương điện, chấn áp xuống Bảo Nguyên đại thiền sư. Rồi lại có một tòa bình đẳng vương thần điện vút lên cao, sau đó hơn 10 món vu bảo ma tộc phát ra từng trận rung động, chấn nhiếp lòng người, đè tới Bảo Nguyên đại thiền sư. Tà ma ngoại đạo, tất cả đều chết đi. Bảo Nguyên đại thiền sư đột nhiên cười to, bất thình lình đứng dậy, chân to dậm một cái thật mạnh, chỉ thấy nơi bàn chân lão hạ xuống, chu thiên tinh đấu và trụ quang đại trận lập tức ngừng chuyển động. Lão lập tức đánh ra một quyền, đánh bay chuyển luân vương thần điện và bình đẳng vương thần điện. Những vu bảo ma tộc khác đều bị chấn cho rạn nứt, thậm chí là vỡ nát. Bảo Nguyên đại thiền sư mặc dù khổ chiến một trận với âm hồn nhân hoàng, tu vi không còn dư thừa là bao, nhưng thực lực vẫn không thể đo lường được như trước. Một quyền liền đánh bay tất cả vu bảo của các cường giả ma đạo, ma tộc, thậm chí là đánh nát. Những vu bảo đó đa số là tam thương chi bảo, thậm chí hai đại bảo vật như bình đẳng vương thần điện và chuyển luân vương thần điện lại là bất diệt chi bảo của ma tộc, nhưng ở trước mặt của lão ta lại là như đồ chơi của con nít, căn bản không thể làm lão bị thương chút xíu nào. Mặc dù là chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận cũng bị lão ta giẫm nát dưới chân, giẫm cho trận pháp phải ngừng lại. Thực lực của lão mạnh như vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh vậy, giơ tay nhấc chân liền có được sức mạnh to lớn, có thể vùi dập thiên địa, làm cho người ta không thể theo kịp. Ồ, xem ra tu vi của Bảo Nguyên quả thật đã hao tổn rất nhiều rồi. Ánh mắt của Ma La Dư tỏa sáng, cười khanh khách nói. Diệp Húc gật đầu đồng ý. Hắn từng đối mặt với cường giả tam bất diệt cảnh, biết rõ chỗ lợi hại của bọn họ. Lúc trước hạ trung đường ở phủ đô Thánh Thành, chỉ dựa vào khí thế thôi đã chấn áp được Diệp Húc. Nguyên thần lẫn thân thể đều bị vây khốn, tất cả vu bảo đều không thể sử dụng. Thực lực của đại vu tam bất diệt cảnh thật khó có thể tưởng tượng được. Mà thực lực của Bảo Nguyên đại thiền sư còn trên cả hạ trung đường, là cường giả đỉnh cao, đã tu luyện đến thiên địa pháp tướng bất diệt, thân thể có thể sánh với nhân hoàng. Nếu như lão ta ở trong trạng thái toàn thịnh, những vu bảo đánh tới lão ta kia, lão ta hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần quát to một tiếng liền có thể chấn vỡ tất cả vu bảo, thậm chí chủ nhân vu bảo cũng bị đánh chết. Mà Bảo Nguyên đại thiền sư lại chỉ có thể chấn vỡ tam thương chi bảo, có thể thấy trận chiến giữa ông ta và âm hồn nhân hoàng
đã khiến lão hao tổn quá nhiều. Chỉ sợ tu vi còn sót lại hiện giờ nhiều nhất có thể so với tam tương cảnh thiên tương kỳ đỉnh phong mà thôi. Không chỉ như thế, có lẽ toàn thân Bảo Nguyên đại thiền sư bị trọng thương, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị tổn thương không nhỏ, hạn chế lão phát huy thực lực. Hiện giờ Bảo Nguyên đại thiền sư chỉ còn một chỗ dựa cuối cùng, đó chính là thân thể của lão. Lão tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến cảnh giới tầng thứ 8, nguyên công bắt chuyển có thể sánh với thân thể nhân hoàng, thân thể của lão chính là vũ bảo mạnh nhất. Diệp Húc có thể nghĩ đến điểm đấy, những người khác cũng không phải là kẻ ngu, rất nhanh đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Bảo Nguyên đại thiền sư, vừa rồi tiểu chất chỉ thử một chút, xem ra tu vi của ngài quả thật hao tổn rất lớn, nguyên thần vật thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng rồi. Thạch Tinh Hải cười ha hả, xuất lĩnh đám cao thủ tinh cung xuất hiện, chỉ thấy đám cao thủ đó cùng quát to một tiếng, đều tự phóng tinh đấu nguyên thần lên, rơi vào trong đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không chủ quang đại trận. Những người này đều là thiên tài nổi tiếng của chu thiên tinh cung, tuy không có được 365 tinh đấu nguyên thần như Thạch Tinh Hải, nhưng cũng có mấy người tu thành tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần. Những người khác đã có được hơn 10 cái tinh đấu nguyên thần. Nhất là bốn lão giả mặc áo bào xám sau lưng Thạch Tinh Hải, địa vị thân phận hiển nhiên cao hơn đám người một bậc. Phía sau lại xuất hiện ra những tôn địa tướng tinh đấu nguyên thần, pháp lực mênh mông cuồn cuộn tuôn vào bên trong hai tòa đại trận. Tam tương cảnh có tất cả ba tầng cảnh giới lớn là pháp tương kỳ, địa tương kỳ và thiên tương kỳ. Bốn lão giả mặc áo bào xám này hiển nhiên là cường giả địa tương kỳ. Sau khi tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển xong, tu vi của bọn họ cao cường còn không kém chùm thiên cùng kỳ là bao. Chu thiên tinh cung thân là một trong tam cung ma đạo, đệ tử đông đúc, so với bất cứ một môn phái nào bên trong lục phái đều khổng lồ hơn. Tu vi đệ tử cũng cực kỳ xuất chúng, cao thủ xuất hiện. Tinh đấu nguyên thần và địa tướng nguyên thần của những người này cùng thúc dục khai tòa đại trận, lập tức phá tan uy phong của một cước của Bảo Nguyên đại thiền sư. Đại trận u vận chuyển, chỉ thấy kim thân của Bảo Nguyên đại thiền sư nhanh chóng ngâm nước, làn da khô quắt lại, nếp nhăn mọc lên, trong chớp mắt dường như già hơn hẳn 10 tuổi vậy. Lập tức 365 tòa tinh đấu cuồn cuộn khởi động nghiền đè đến, chỉ thấy từng tòa tinh đấu hòa thành khôn cùng tinh lực như thủy ngân chảy xuống. Lập tức tinh lực ngưng tụ hóa thành những lá cờ lớn, những tôn ma thần đi ra từ trong đó. Những thần ma này hình dạng kỳ lạ, có người dữ tợn hung ác, có người hình dung tuấn mỹ, nam nữ già trẻ, cái gì cũng có. Đây là chu thiên tinh quân do đại chu thiên tinh đấu trận đồ biến hóa ra, thứ trong truyền thuyết nắm giữ chu thiên tinh đấu. 365 vị chu thiên tinh quân khí thế khác nhau tạo thành đại trận, đem không gian xung quanh Bảo Nguyên đại thiền sư mở ra một mảng vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên, nhốt Bảo Nguyên đại thiền sư vào bên trong đấy, khiến cho lão không thể bỏ chạy được. Chỉ thấy 365 vị chu thiên tinh quân này quay xung quanh chém giết tới kim thân khổng lồ của Bảo Nguyên đại thiền sư, lực công kích mạnh đủ để phá tan thân thể nhân hoàng, tạo thành thương tổn cho Bảo Nguyên đại thiền sư. Mà dưới chân Bảo Nguyên đại thiền sư lại có một tinh hệ giống như ngân hà, hàng tỷ vạn tinh xa chảy đi mang theo thượng nguyên của lão. Đây là hai đại trận pháp nguy hiểm nhất của chu thiên tinh cung. Lần này cao thủ tinh cung hợp lực thúc dục, mặc dù là Bảo Nguyên đại thiền sư cũng ở trong nháy mắt bị thiệt lớn, bị vô số chu thiên tinh quân đánh lên kim thân, quần quần tinh lực xâm chiếm thân thể của lão, một đường phá hư, làm hỏng kim thân của lão, khiến kim thân của lão suy bại. Đồng thời, tinh không chủ quang đại trận cũng được thúc dục vài giây, đã mang đi hơn trăm năm thọ nguyên của lão. Lưỡng đại tuyệt sát trận của chu thiên tinh cung cũng thường thôi. Con trai của tinh đế, ngươi cũng dám ra tay với ta sao? Đổi lại làm cha ngươi thì còn được. Phật quốc niết bàn sau đầu Bảo Nguyên đại thiền sư đột nhiên bành trướng dữ dội, cưỡng ép tạo ra một mảng Phật quốc niết bàn rộng lớn bên trong vũ trụ tinh không của đại chu thiên tinh đấu đại trận. Vô cùng vô tận Phật quang bắn ra, nồng đậm như canh, chấn nát tinh không chủ quang đại trận, khiến tòa đại trận này ngừng chuyển động. Tiếp theo, vô số Phật đà tụng to Phật pháp nhao nhao cả lên, từ trong Phật quốc niết bàn bay ra, đón lấy 365 chu thiên tinh quân. Lão ta lúc này ngừng chấn áp âm hồn nhân hoàng, pháp lực lập tức tăng vọt, đột phát tam tương cảnh thiên tương kỳ, tu vi ít nhất có thể sánh ngang thân thể bất diệt của cường giả. Phá cho ta! Bảo Nguyên đại thiền sư quát lớn, một quyền đánh ra, trong chớp mắt đánh ra 365 quyền, đánh tan hết thảy cả chu thiên tinh quân. Đám người Thạch Tinh Hải đều thổ huyết, thậm chí cả bốn lão già mặc áo xám kia cũng bị chấn cho trọng thương, bị lão ta chấn vỡ đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không chủ quang đại trận. Bảo Nguyên đại thiền sư phá trận mà ra cũng tiêu hao cực kỳ lớn, đang định đại khai sát giới, đột nhiên thấy một vòng chuyển luân hạ xuống thu lão ta vào trong đấy.
chuyển luân thánh pháp, lục đạo luân hồi, xúc sinh đạo. Chuyển luân tiểu thánh vương và đám cường giả ma tộc liên thủ đồng loạt đánh lên chuyển luân thánh vương điện, thúc giục cái chuyển luân cực lớn này. Những dòng ma khí quỷ dị tuôn vào bên trong thân thể Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Chỉ thấy vô số cái lông đen bóng chui ra khỏi Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, miệng càng lúc càng dài, răng nanh mọc ra, làn da bành trướng, trong chớp mắt từ một vị kim thân Phật Đà khô gầy như trúc lại hóa thành một con lợn rừng vừa béo lại vừa đen. Chuyển luân thánh pháp của chuyển luân vương thần điện có được quy năng quỷ thần khó lường, phối hợp thêm món bất diệt chi bảo kỳ lạ của chuyển luân tiểu thánh vương, lại có thể đánh Bảo Nguyên Đại Thiền Sư vào trong xúc sinh đạo, trực tiếp thay đổi kết cấu thân thể của ông ta, cưỡng ép biến ông ta thành một con lợn. Bảo Nguyên, không người nào có thể giết được ngươi, nhưng chuyển luân tiểu thánh vương ta lại có thể. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hả, cùng với cường giả hoàng tộc y đồng loạt ra tay đánh tới con lợn rừng đen Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Hắn cười lạnh nói: chuyển luân vương thần điện của ta chính là bất diệt chi bảo, đánh lão ta vào trong xúc sinh đạo, phá hỏng kim thân của lão, đánh cho ta, đánh chết lão đi. Vô số công kích giơ lên người Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Công kích của những kẻ này vốn không thể đánh thương Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một chút nào, nhưng lúc này kim thân của lão đã bị phá, thân thể lập tức bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát. Không ngờ thế gian còn loại vu báo quỷ dị như thế này. Mà lúc này sắc mặt Diệp Húc không khỏi kịch biến. Uy năng của chuyển luân vương thần điện thật sự khiến hắn run sợ. Món vu báo này có thể thay đổi thân thể người khác, đánh nhốt người ta vào trong lục đạo. Loại công dụng này có thể nói là nghịch thiên, làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Sắc mặt của Ma La Dư cũng ngưng trọng hiếm thấy, nhẹ nhàng vuốt ve ma đao, cười lạnh nói: tòa chuyển luân vương thần điện trong tay tên chuyển luân tiểu thánh vương này chỉ là thứ phòng chế. Chuyển luân vương thần điện chân chính nằm ở trong tay chuyển luân đại thánh vương. Tòa thần điện đó chính là cấm bảo, ngay cả cha ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Tặc tử ma tộc cũng dám ám toán ta sao? Chết đi! Bảo Nguyên Đại Thiền Sư biến thành lợn rừng, bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh cho dập nát, chỉ còn lại thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy vị thiên địa pháp tướng này giống như cổ Phật, đột nhiên đánh ra một quyền, đánh bay chuyển luân vương thần điện. Đám người chuyển luân tiểu thánh vương đều hộc máu. Thân thể Bảo Nguyên Đại Thiền Sư nhanh chóng hồi phục lại như cũ, vô số cơ bắp xương cốt tái sinh. Lão ta là nhân vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong, thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt. Dù là loại vu bảo quỷ dị như chuyển luân vương thần điện này phá hủy thân thể của lão, cũng không thể xóa bỏ lão được. Răng rắc một tiếng, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giơ một tay ra, nắm lấy cổ một gã hoàng tộc Hầu La. Bàn tay phát lực, chỉ thấy thân thể tên cường giả hoàng tộc Hầu La kia đột nhiên bành trướng lên như bị thổi phồng, bất ngờ nổ bùm một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương máu. Chính là bị Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một tay bóp vỡ, thậm chí nguyên thần cũng vỡ nát. Tay kia của lão bổ tới phía trước, bổ ra một tên hoàng tộc khác đang đằng sát khí. Hôm nay tất cả kẻ đánh lén Phật gia đều phải chết ở chỗ này. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giống như một vị minh vương phẫn nộ đi ra khỏi tượng thần trong chùa miếu, sát khí thậm chí còn nặng hơn cả sát khí trong biển oan hồn. Thật không hổ là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, được xưng là nhân vật có sức chiến đấu đệ nhất. Lão dũng mãnh như thế đã khiến cho rất nhiều cao thủ nấp trong chỗ tối không dám lộ ra, e sợ bị lão tăng này đánh chết. Bình đẳng thái tử thậm chí còn không nói lời nào, lặng lẽ ẩn nấp biến mất không thấy đâu nữa. Mà vào lúc này, âm hồn vị nhân hoàng kia không còn bị Bảo Nguyên trấn áp nữa, cũng đại khai sát giới, giết hại đám người vây công. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha ha, một tay bắt lấy một gã cường giả tinh cung, xé thành hai nửa. Không ai có thể đánh nén Phật gia mà còn có thể bỏ chạy được. Thật không? Lúc này, một tiếng cười già nua vang lên, Hạ Từng Đường đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, một trường ấn xuống giữa đầu của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Chỉ thấy người khổng lồ kim thân trăm trượng này đột nhiên ra một tiếng vỡ nát, máu thịt bay tứ tán, thậm chí thiên địa pháp tướng của lão trong nháy mắt cũng bị thương nặng. Bảo Nguyên, hôm nay ta chẳng những đánh lén ngươi, thậm chí còn muốn đem ngươi cái tên hộ pháp sơn môn này sinh sôi luyện hóa. Một trưởng của Hạ Từng Đường đánh nát kim thân của Bảo Nguyên, đánh lén đắc thủ, không khỏi cười ha hả. Sau lưng hiện ra thiên địa pháp tướng và kiều đỉnh, chỉ thấy kiều đỉnh hợp nhất, thiên địa pháp tướng của hắn ôm lấy kiều đỉnh, thi triển kiều đỉnh chấn thần châu, chụp xuống Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và thiên địa pháp tướng của lão, định thu lão vào trong đỉnh để mà luyện hóa. Này cô bé, đến lúc chúng ta động thủ rồi. Thần quang trong mắt Diệp Húc bắn ra, đột nhiên vươn thân nhảy lên, tiến lên chiêu hồn phiên, hắn cười to nói. Ma La Dư nghe nói như thế, lập tức phóng lên cao, tế pháp tướng lên. Chỉ thấy ma la pháp tướng của
nàng cầm ma đao trong tay, gào thét phóng tới Hạ Từng Đường. Tiểu tử thối, không được gọi ta là cô bé, gọi ta là tỷ tỷ, không tỷ liền cắt ngươi ra. Nàng khó chịu trong lòng, quay đầu lại chừng Diệp Húc một cái. Diệp Húc không nói lời nào, quát to một tiếng. Khí chàng phía sau mở ra, Ngọc Thụ Nguyên Thần vũ động, năm con Tam Thúc Kim Ô kéo mặt trời bay tới, cùng nguyên thần của hắn dung nhập vào bên trong chiêu hồn phiên. Phù. Lá cờ này mở ra rộng gần 10 dặm, Diệp Húc quát lớn, tám cánh tay ôm lấy cột đại phiên, bản vương khai thiên kinh vạn vận chuyển, quanh thân kim quang chói mắt, từng khối cơ bắp lộ ra, khiến cho những chiếc vảy ngược chân long dựng thẳng lên. Thân hình của hắn tràn đầy lực lượng mênh mông, ra sức vung chiêu hồn phiên, chỉ thấy mặt cờ bay bay, ba chữ Hạ Từng Đường lại càng hiện ra rõ ràng, giống như có một loại ma lực quỷ dị đang chảy qua những chữ đó vậy. Những chiếc xiềng xích màu đen từ bên trong bạch phiên bắn ra, như là độc long đại mãng bắn thẳng hướng Hạ Từng Đường. Xẹt 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 xẹt. Những xiềng xích đó đột nhiên bắn xuyên hư không, biến mất ở trong tầng tầng không gian, ngay sau đó xuất hiện bên người Hạ Từng Đường. Vô số xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa pháp tướng của Hạ Từng Đường. Những xiềng xích đó nhanh chóng rút về, vây đi từng sợi hồn phách thần thức của Hạ Từng Đường. Hạ Từng Đường tuy là lão quái vật tam bất diệt cảnh, nhưng chỉ tu luyện đến nguyên thần bất diệt, luận thân thể cường độ đều kém xa Âm Hồn Nhân Hoàng và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, luận tu vi lại thua kém Bảo Nguyên Đại Thiền Sư rất nhiều. Bởi vậy xiềng xích trong chiêu hồn phiên của Diệp Húc mới có thể xuyên thủng thiên địa pháp tướng, hóa trụ hồn phách thần thức. Hạ Từng Đường tuyệt đối không ngờ tới biến cố này, chỉ cảm thấy xiềng xích nhập thể, hồn phách thần thức gần như hoàn toàn bị lôi ra ngoài thiên địa pháp tướng, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Hồn phách thần thức là thứ quan trọng nhất đối với vũ sĩ, nếu hồn phách tiêu tán, vũ sĩ lập tức chết đi, thần thức tiêu tan, thiên địa pháp tướng sẽ bị người khác dễ dàng luyện hóa. Lúc trước Thủy Hoàng Đế, vị bá chủ Nhân Hoàng Kỳ này bị Hạng Tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông rút đi một tia hồn phách, không thể bổ sung hồn phách cho mình, làm cho Tráng Niên sớm mất. Có thể thấy được hồn phách thần thức vô sĩ quan trọng đến nhường nào. Chỗ bá đạo quỷ dị của chiêu hồn phiên cũng có thể thấy được một hai, hoàn toàn có thể sánh ngang ma tộc chi bảo chuyển luân thần điện kia. Hạ Từng Đường vì bảo vệ hồn phách thần thức của mình, đem hồn phách thần thức giấu ở bên trong thiên địa pháp tướng. Lúc này hắn đánh lén Bảo Nguyên Đại Thiền Sư vừa mới thành công, tâm thần vui vẻ, sơ hở cũng bị Diệp Húc đánh lén thành công. Rạt. Bên trong thiên địa pháp tướng của hắn, hồn phách thần thức của Hạ Từng Đường gần như bị kéo ra khỏi cơ thể, lộ ra hình thể hư vô mờ mịt của hồn phách và thân thể cao lớn của thần thức, một lớn một nhỏ tôn nhau lên. Là ai đánh lén ta? Hạ Từng Đường không kịp đối phó với Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, quát lên một tiếng lớn, kiều đỉnh chấn áp thiên địa pháp tướng bảo vệ hồn phách thần thức, khiến Diệp Húc không thể chiêu đi hồn phách của mình. Lập tức toàn thân run lên, chấn vỡ vô số xiềng xích kia, cả giận nói: cả ta mà cũng dám đánh lén sao? Muốn chết đứ. Tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, lại thế kiều đỉnh lên chấn áp, dù là Diệp Húc cũng không thể chiêu đi hồn phách thần thức của hắn ta được. Bị phản kích lại, lập tức phá vỡ công kích của chiêu hồn phiên. Hạ Từng Đường, người mới tìm chết kìa. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cuối cùng cũng khôi phục thân thể, liên tục bị người đánh nát thân thể. Dù là cường giả tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt cũng sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí. Tuy gọi là lão quái vật tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng liên tục khôi phục thân thể, nguyên thần cùng thiên địa pháp tướng nhiều lần cũng sẽ làm cho tu vi cảnh giới của bọn họ liền hạ xuống. Thực lực một lần lại không bằng một lần. Nhất là thân thể, tái tạo lại thân thể sau khi bị đánh nát sẽ khiến cho sức chống đỡ của thân thể lão quái vật tam bất diệt cảnh không lớn được như xưa. Mỗi một lần khôi phục cần phải tu luyện không biết bao nhiêu lâu mới có thể trở lại được trạng thái toàn thịnh. Bảo Nguyên cùng Âm Hồn Nhân Hoàng chiến đấu, liên tục bị đánh cho thân thể vỡ nát, nguyên thần dập nát, thiên địa pháp tướng bị hao tổn, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, thậm chí bị những tên cường giả nhỏ hơn một bối phận như Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương đánh lén thành công. Hiện giờ, thân thể của lão ta bị đánh nát hai lần liên tục, nhất là lần cuối cùng, Hạ Từng Đường, lão quái vật tam bất diệt cảnh kia ra tay, càng làm thương đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão, khiến tu vi thực lực của lão tiếp tục rơi xuống. Hiện giờ chỉ còn lại có tu vi địa tương kỳ, phải khổ tu không biết bao nhiêu lâu mới khôi phục lại, trong tâm giận dữ đến cực điểm. Quan trọng hơn nữa là thân thể nhân hoàng của lão bị phá, mặc dù là loại công pháp dũng mãnh như kiểu chuyển nguyên công, cũng không thể ở trong thời gian ngắn khiến cho kim thân của lão khôi phục đến trạng thái bắt chuyển đỉnh phong được. Hạ Từng Đường, chết đi cho Phật ra. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một quyền đánh ra, Phật quang đại phóng,
Tuy rằng tu vi của lão rơi xuống tam tương cảnh, thiên tương kỳ, nhưng có từng tầng công đức kim luân gia trì, khiến cho lão vẫn giữ được công kích của thân thể nhân hoàng. Chỉ thấy một quyền này rơi vào người Hạ Từng Đường, lập tức đánh vỡ thân thể bất diệt của hắn, nổ tan tành. Còn một tiếng, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một quyền đánh ra, nện thật mạnh lên trên kiều đỉnh Chấn Thần Châu, lập tức đánh tan đại đỉnh, chia ra làm chín. Hạ Từng Đường phẫn nộ dị thường, nếu không phải vừa rồi hắn đem toàn bộ tu vi đều chấn áp chiêu hồn phiên, lấy thực lực hiện giờ của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, căn bản không thể đắc thủ khiến hắn bị thương nặng như vậy. Hắn bất chấp nhìn xem ai đánh lén, vội vàng triệu hồi kiều đỉnh, tái tạo lại thân thể. Lại đúng vào lúc này, chỉ thấy trên không trung một tia sét màu đen xẹt xuống, lướt qua cổ của thiên địa pháp tướng của hắn ta. Răng rắc một tiếng, chui ma đao đen xì này từ trên cao gào thét đánh xuống, một đao xẹt qua, lập tức bổ ra cổ thiên địa pháp tướng của Hạ Từng Đường. Hạ Từng Đường thầm nghĩ không xong, chỉ thấy Bảo Nguyên Đại Thiền Sư tiến nhanh đến, một quyền đánh lên nửa thân dưới của thiên địa pháp tướng của hắn, đánh cho nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Tại sao? Hạ Từng Đường hoàn toàn bối rối. Hắn vốn định làm một con chim sẻ, đem Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, cái con ve này và cả đám mọ ngựa liên quan cùng luyện hóa chết, khiến cho thực lực tu vi của mình tiến thêm một bước nữa. Lại không ngờ rằng chim sẻ không chỉ có một, mà bản thân mình lại biến thành một con bọ ngựa trong miệng chim sẻ. Hắn vẫn chưa tu luyện đến trình độ thiên địa pháp tướng bất diệt. Nếu thiên địa pháp tướng hoàn toàn bị phá hủy thì sẽ không thể khôi phục lại được nữa, chỉ còn một con đường chết. Hắn cũng không dám ngừng lại, vội vàng dùng một chút tu vi còn sót lại, nguyên thần bọc lấy đầu pháp tướng phóng lên cao. Chỉ thấy kiều đỉnh keng keng rung động, hợp lại là một, bao trùm hết nguyên thần vào đầu thiên địa pháp tướng của hắn vào trong, xông thẳng ra ngoài. Hạ lão tiên sinh, ông còn muốn đi hay sao? Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh mạnh lên kiều đỉnh hợp nhất, lập tức đánh cho 9 cái đại đỉnh bị tách ra. Diệp Húc nhập chủ thân thể liệt thỏa minh tôn, một bước bước ra, thân thể nhân hoàng ép cho hư không tức tức nứt ra. Liệt thỏa minh tôn, hóa ra là ngươi! Từ trong một khẩu đại đỉnh truyền đến tiếng giống giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm của Hạ Từng Đường. Như vậy giờ phút này vị tuyệt thế cường giả Hạ gia này lửa giận ngập trời, tức đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Hạ lão tiên sinh, lệnh huynh Hạ Trung Đường bị ta xử lý, người cũng đi cùng lão ta đi, miễn cho lão ta cô đơn trên con đường hoàng tuyền. Diệp Húc cười to, tám cánh tay đều xuất hiện, những vòng u thiên thần giới từ từ dâng lên, chộp tới kiều đỉnh, định phong ấn tất cả kiều đỉnh lại. Vù! Một khẩu đại đỉnh trong đó, hơn 10 vạn tên phân thân Hạ Từng Đường đều phóng lên cao, bay đi bốn phương tám hướng. Diệp Húc khẽ a lên một tiếng, đột nhiên biết đây là thần niệm hóa thân của Hạ Từng Đường. Hạ Từng Đường mượn hóa thân bay ra, nguyên thần và thiên địa pháp tướng còn sót lại, tất nhiên ẩn nấp trong đám hóa thân này, mượn cơ hội mà bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Diệp Húc thúc giục U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn, từng tòa U Thiên Thần Giới nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài, trong chớp mắt bao phủ hơn ngàn dặm, bắt được hàng ngàn âm hồn của Hạ Từng Đường, phong ấn bên trong Đỗ Ách Cấn. Đám người Thạch Tinh Hải, Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương thấy thế, kinh hãi muốn chết, vội vàng thả người dựng lên, đều thi triển thủ đoạn thoát khỏi nơi này. Ở nơi nào lại chạy đến một vị đại minh tôn vương vậy? Dũng mãnh, thật sự quá dũng mãnh rồi. U Thiên Thần Giới càng lúc càng nhỏ, Diệp Húc tay nâng Đỗ Ách Cấn, lòng bàn tay của tám cánh tay giống như nâng lên những vầng trăng sáng sặc sỡ lóa mắt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn, vô số Hạ Từng Đường đều nổ tung, hóa thành từng dòng thần niệm. Trừ những thứ đó ra, còn có hơn 1000 âm hồn, khi còn sống đều là cường giả tam bất diệt cảnh, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang cao thủ vô đạo tam tương cảnh. Thậm chí trong U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn của hắn còn phong ấn hơn 10 tên bí mật ẩn nấp gần đấy, nhân cơ hội đánh lén Bảo Nguyên. Những người này chưa kịp chạy trốn đã bị hắn lấy U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn phong ấn ở trong lòng bàn tay. Lão giả Hạ Từng Đường kia vẫn chạy thoát được, đáng chết, thật sự đáng chết mà. Trong tâm Diệp Húc không nhận được dâng lên từng dòng khí hung bạo, phá tan thập phương u minh của Ma La Dư. Bên trong thiên địa do khí thế của hắn hình thành, những con cự thú viễn cổ ngửa mặt lên trời gầm rú, chấn triệt thiên địa, vang tận mây xanh. Sát cơ của hắn phát tác, lòng bàn tay phát lực, răng rắc bóp nát từng cái U Thiên Thần Vương Đỗ Ách Cấn. Những âm hồn bị phong ấn bên trong ấn đều nổ tung, hóa thành tinh khí cuồn cuộn. Mười mấy tên ma tộc cùng cường giả khác đều không chạy ra được khỏi vận hạn, thân thể và nguyên thần, thậm chí cả pháp tướng đều nổ tung, bị bàn tay Diệp Húc bóp nát, hóa thành từng đám xương máu. Trong chớp mắt, Diệp Húc nhập chủ liệt thỏa minh tôn, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ, bốn khuôn mặt đều mở miệng gầm lên, chỉ thấy những dòng huyết khí và tinh khí phóng lên cao cuồn cuộn rớt vào trong kiều đỉnh của hắn.
Diệp Húc sát khí ngất trời, trong lòng có một loại kích động, khát máu, không thể ngăn chặn. Giết chết nhiều người và âm hồn như vậy lại khiến cho tâm ma của hắn dục dịch. Bản vương khai thiên kinh mà còn muốn khống chế ta ư? Diệp Húc cả kinh, vội vàng tĩnh tâm lại. Thập phương u minh thế giới tản ra những dòng khí âm hàn chảy vào bên trong thế giới của hắn, khiến cho những con cự thú viễn cổ kia an tĩnh trở lại. Diệp Húc không khỏi thầm nhủ một tiếng may mắn, hiện giờ hắn nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Nếu nhập ma lúc này, lấy lực phá hoại khủng bố kia của Liệt Hỏa Minh Tôn, hậu quả thật khó có thể chịu đựng được. Chỉ sợ sẽ khiến cho một cái thế giới đều lâm vào trong biển lửa, không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn giết chết. Nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn thật vô cùng hung hiểm, khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh cần phải trừ bỏ càng sớm càng tốt. Nếu không, tu vi của ta càng cao, thực lực càng mạnh, hậu quả khi nhập ma tạo thành lại càng lớn hơn. Diệp Húc thu thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn lại, hắn lo lắng rằng mình bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ thập phương u minh của Ma La Dư, nhập ma hóa thành sát thần. Bởi vậy thân thể của Liệt Hỏa Minh Tôn này không nên động đến, tốt nhất là không nên dùng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn hướng Ma La Dư, chỉ thấy Ma La Dư nghịch chuyển ma đao chém đến Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đang tranh đấu với Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Cô gái ma tộc này khi chiến đấu rồi thì vô cùng mạnh mẽ, lại có thể lấy công đối công với Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, tác phong dũng mãnh khiến Diệp Húc xấu hổ không thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 113 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 114 sắp tới.